Khi cái ngày đại lễ của Đức Thầy chúng tôi đi về tại vùng đất mà tại Thánh Địa Hòa Hảo, mà khi trên đường về, nguyên một đoàn xe 33 người mà bay hết xuống sông. Nguyên một chiếc xe bay xuống sông như là phim hành động Mỹ vậy đó. Mà ngày hôm nay đây ba nhân chứng sống còn ngồi đây còn và ngồi. Tất cả 30 mấy người vẫn còn bình yên. Thì xin mời Thiện Bảo cho thấy diện kiến dung nhan luôn. Dạ. Là ba người còn sống. Mà còn sống hết toàn bộ. Mình có nghệ sĩ nào nữa không chị? Dạ thưa A Di Đà Phật, đồng hành cùng đó thì có nghệ sĩ Thanh Tâm là đi cùng chiếc xe với Trúc Sen, còn lại là những nghệ sĩ khác như chị Huệ, anh Điền, chị Lệ Thủy thì là có xe riêng. Rồi có Sơ Ri, có chú Úc Sĩ ở vườn Bồ Đề nữa đó. Thành ra là có Sơ Ri nữa, có Sơ Ri nữa. Thì quý vị đó thì tại vì Sơ Ri thì phải ở lại để giữ hết ngày 25, còn đoàn có Trúc Sen thì coi như là giữ ngày 24 và 25 trở về. Thì trên đường về đó, đây là ba người này đó, là nguyên một cái chiếc xe vừa tránh cái người say rượu và tránh một bà cụ già mà tán vô cái con lương, rồi quay nguyên một chiếc xe là 33 người bay xuống sông. Thì đây là nhân chứng sống. Tất cả mọi người khi mà được kéo lên là Trúc Sen, là còn lại một người nữa là Trúc Sen là người chót đó. Là còn bình yên hết. Là bình yên lên. Nghỉ chân nghỉ giò là gì trơn, huynh quá lạ đó. Quá xuân. Đó mình là không sự... nghĩ là sống với Trúc Sen. Mình thấy khi nó bay xuống sông mình nghĩ là chết hết luôn á, hoặc là gãy giò, gãy tay hay là bất tỉnh hay nọ, mà cuối cùng là còn sống hết. Sự bình yên, sự bình yên, thành ra xin trân trọng. Nghĩ có sự gia hộ của các vị ở trên. Cho nên chính vì khi mà mỗi lần mà Trúc Sen được Thiện Nghĩa mời đọc những cái phẩm về Đức Thầy, thì Thiện Nghĩa thấy không, lần nào đọc là Trúc Sen cũng khóc. Công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Ngọc Tâm thân ái kính chào quý cô chú anh chị cũng như quý vị đồng đạo và mạnh thường quân gần xa trong nước và ngoài nước kính mến. Thì hôm nay có dịp trở lại với núi Cô Tô, đồng hành với Ngọc Tâm có anh Thiện Nghĩa, chị Trúc Sen và chú Sáu ở Tiền Giang, và đặc biệt là đồng đạo Thiện Bảo. Đây là đồng đạo đóng góp rất nhiều rau củ quả trong cái mùa dịch vừa rồi, mà trong khi đó là có chị Trúc Sen đồ tiếp nhận đó quý vị. Thì qua đây Ngọc Tâm mời quý vị cùng gặp gỡ với anh Thiện Nghĩa như Thiện Bảo và chị Trúc Sen, chia sẻ những cái phần đóng góp của anh Thiện Bảo như thế nào ha quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chào. Xin chào Trúc Sen. Vui quá, hôm nay mình đi về An Giang ha, về thăm đồng đạo Thiện Bảo, và coi như là mình cũng có duyên trong những cái dịch vừa qua đó. Thì đồng đạo Thiện Bảo cũng đã vận động rất là nhiều rau củ quả cho thành phố mình. Thì trong đó Trúc Sen cũng có nhận được những phần quà nhỏ nhỏ, mà nghe nói là những cái người nhận được món quà lúc đó rất là quý và coi như là họ rất là trân trọng. Thì Trúc Sen có cảm nhận gì khi mà mình nhận được từ món quà của An Giang mình lên rồi mình chia cho đồng đạo mình, bà con mình trong lúc vô cùng khó khăn? Giây phút đó phải nói là một cái đồng bằng 10 đồng, một ký rau bằng 10 ký, đúng không? Có thể là từ một ký rau mà nghe nói tới 50.000, 60.000 ký. Thì lúc đó Trúc Sen có cảm nhận gì khi mà đồng đạo mình ở miền Tây tấp nập gửi rau cải lên, không biết ai chân, người lạ, người quen gì cứ khó khăn là phát. Thì Trúc Sen thấy cảm xúc như thế nào khi đồng đạo mình làm được cái việc vô cùng ý nghĩa? Nhất là bà con mình ở nông dân ở miền Tây, những người tay lắm chân bùn mà gom từng cọng rau muống, từ cọng hẹ, cọng hành gì gửi hết cho bà con. Thì Trúc Sen nhận xét. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời đầu tiên thì Trúc Sen cũng thân ái mến chào Thiện Nghĩa và kính chào quý vị liên hữu, chư vị đồng đạo ở khắp nơi, từ Việt Nam cũng như là tất cả quý vị đồng đạo ở hải ngoại. Thì hôm nay là niềm rất là vui, rất là hạnh phúc của Trúc Sen. Thì hôm nay Trúc Sen cùng đoàn được có mặt tại nơi An Giang, là nơi cái vùng núi Cô Tô. Thì hôm nay là Trúc Sen lại được cái vinh dự là được gặp lại đồng đạo Thiện Bảo. Thì đối với Thiện Bảo thì hồi lúc trước thì khi mà Trúc Sen có nấu bếp ăn tình thương tại gia đình của Trúc Sen luôn, thì mỗi ngày là nấu cơm cho bệnh nhân ung bướu. Thì được cái nhân duyên là Thiện Bảo là coi như cứ hai ngày hoặc ba ngày thì chở lên một lần một xe lam rau củ quả, có khi là một xe tải nhỏ. Quý quá. Rồi có lúc thì chở là một cái xe cả tấn rau củ quả luôn. Thì cái số lượng rau rất là lớn, rất là nhiều, mà là những rau củ quả tươi ngon. Hay thì quá. Thiện Bảo trợ duyên để cho Trúc Sen là nấu ăn cho bệnh nhân.
đó thì đó là cái nhân duyên là thứ nhất. Và cái nhân duyên thứ nhì đó là vào ngày 24-25 tháng 11 là ngày đại lễ của Đức Thầy, thì Thiện Nghĩa Trúc Sen cùng với một số anh em văn nghệ sĩ đi về dưới để mà phục vụ cái ngày đại lễ của Đức Thầy. Thì cái chiếc xe là 30 chỗ, nhưng mà lúc về đó thì có hai vợ chồng với một bé nhỏ, thì có xin với Thiện Nghĩa là để mở lên để phụ học nấu ăn, để về mở cái quán chay. Thì khi mà quá gian cái xe trên đường về, thì trên đường về thì cái xe lâm nạn. Nhưng mà quý vị có thể tưởng tượng rằng cái sự huyền vi của Phật Pháp, sự huyền vi của Đức Thầy, sự chở che của Đức Thầy. Chú Sen nói là chú Sen rất là có nhân duyên với những người hòa hảo với đạo của Thầy. Khi nói về đạo qua Thầy, qua cái chuyến đi vậy nó bị sự cố mà ai thì anh chị em vẫn bình yên đó, hết thì cũng rất là vui đúng không? Bình yên hết. Trên xe đó là vì tránh một cái bà cụ già và tránh một cái người nhậu xỉn chạy xe đạp lạng lách, thành ra là đụng bể con lươn và nguyên một cái chiếc xe chạy luôn bay xong, luôn xuống sông luôn. Thì lúc đó Thiện Nghĩa, Chúc Sen và đồng đạo Thiện Bảo đây đều là bay xuống sông, là chiếc xe 30 mà thành ra 33 người. Trong đó là có lớn có nhỏ, mà quý vị có thể tưởng tượng rằng khi leo lên được trên xe rồi, tất cả mọi người từ người lớn cho đứa con nít bình an. Bình an vô cùng, đó là một cái sự huyền diệu mà của Đức Thầy. Cho nên ngày hôm nay gặp lại Thiện Bảo thì đó là một cái duyên, là cái duyên giữa cô cháu với nhau đi đi hành đạo. Rồi ok, bây giờ hiểu cái chuyện đó rồi. Bây giờ đang nói về vấn đề là trong cái dịch vừa qua đó, đồng đạo Thiện Bảo vận động được gần 700 tấn rau củ quả. Là một cái việc quá lớn, quá sức tưởng tượng của Thiện Nghĩa luôn. Coi như là 700 tấn nha, chứ không phải là 7 tấn. 700 tấn thì đã cung cấp cho Bình Dương nè, Đồng Nai nè, thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, rồi một số nơi như Bến Tre nữa. Thì Thiện Nghĩa cũng đã đi qua một lọt hết để mà xác minh coi có đúng vậy hay không. Và cái niềm vui mọi người như thế nào khi nhận được những món quà đó. Thì theo Trúc Sen thấy là trong cái dịch vừa qua đó thì bà con mình ở thành phố á, nhận được những cái tấn rau như vậy, thì Trúc Sen có cảm nhận gì khi mà cảm xúc khi mà thấy đồng đạo miền Tây mình mặc dù tay lắm chân bùn nhưng mà đã có tấm lòng rất là tốt để mà vận động như vậy, mà nhất là công của đồng đạo Thiện Bảo ở đây. Thì Trúc Sen có cái cảm xúc gì khi mà bà con mình ở thành phố nhận được những bó rau đó hay không? A Di Đà Phật. Thì cái thời gian mà dịch Covid vừa qua thì cho dù là những người mà rất là giàu, giàu bình thường là họ rất là giàu, thì khi dịch tới thì họ cũng vẫn là khó khăn, huống hồ chỉ là những người nghèo. Mà trong thời gian đó thì được biết á, là đồng đạo Thiện Bảo là nói riêng và người hòa hảo nói chung, đồng đạo những mình người với... những người hòa hảo là với một cái tấm lòng rất là xót xa cho cái tình nhân loại, xót xa cho tất cả mọi người là bị lâm vào cái cơn đại dịch. Cho nên là tất cả ngoài mọi người dự kiến, không ai bất không ngờ ai quá suy nghĩ tới cái điều đó hết trơn, mà thôi thúc con người hòa hảo, trái tim hòa hảo gửi gắm cái tình yêu thương đó, thành ra là ngày đêm chở những cái xe rau củ quả lên để mà trợ duyên giúp cho đồng bào. Thì lúc đó thì Thiện Bảo cũng là đi thu gom những rau củ quả chở lên những cánh đồng, và trong đó thì cũng có cô Mịnh. Thì lúc bấy giờ thì cô Mịnh á thì cũng có phát khởi là gửi quà lên và chúc Sen chia sẻ cho những người bà con cô bác trong khu phố, thì người ta mừng dữ lắm, người ta nói vợ cái này là không? Người ta mừng, người ta mừng không? Vô cùng. Và thậm chí có cái nhà biệt thự kế bên cũng mừng luôn, cũng đến để xin lãnh rau củ quả, mặc dù người ta là biệt thự rất là giàu. Đó. Cái đó quý chỗ đó thì Sen quý cái chỗ là lúc cái khó khăn bế tắc thì hầu như là có một cái gì đến với mình, làm như có một sự an ủi. Ngoài những bó rau thì có một cái tình thương trong đó nữa, chứ không phải là chỉ rau không. Cho nên lúc đó thì mình cảm thấy nó quý, quý là cái chỗ tình người biết chia sẻ trong lúc vô cùng khó khăn. Và khi cô Mịnh thì có nói với là Trúc Sen ơi, là bây giờ ở là con muốn viết lên một cái lời cảm tưởng nói về cái đại dịch Covid đó, nhưng mà con viết thì nó cũng cái văn nó cũng lủng củng, rồi thêm nữa là đọc á thì cái tiếng đọc của con thì con sợ nó không bằng của cô. Thì bây giờ con nhờ cô là cô góp ý tưởng giúp giùm. Thế thì Trúc Sen mới đóng góp cái ý tưởng là viết lên và đọc vô cái bài đọc của cái mùa Covid. Thì Trúc Sen lại được là sự trợ duyên của ông Sư Huynh. Sư Huynh cũng
tiếp vô thêm những cái câu từ câu ý để cho nó phù hợp hết tất cả những cái hoàn cảnh của cái mùa đại dịch hiện tại, cho nó phù hợp với cái bài văn đó, thì sư huynh cũng có một sự đóng góp rất là lớn. Và cái điều vui cái ngày này là Trúc Sen thì sư huynh lại tặng cho Trúc Sen một cái chuông mà thỉnh ở bên Ấn Độ, trong đó có hình Đức Phật rất là nhiều. Mà lần đầu tiên mà được nhận một cái chuông đó thiệt vui hết sức. Thì khi vừa nhận cái chuông ngày hôm nay, thì qua ngày hôm sau thì sư phụ ở trên Đà Lạt á, lại gửi một cái bài văn cúng. Thì sư phụ nói là con hãy đọc dùm cho cái bài đó, là để nói về cái đại dịch Covid. Thì là khi mình đọc á, thì lại đánh cái tiếng chuông, thì cái chuông của sư huynh nó cũng lại được đóng góp cái phần ở trong đó luôn. Khán giả nói nghe nè, bây giờ thì trong cái chương trình vừa qua thì Thiện Nghĩa đi rất là nhiều nơi với đồng đạo Thiện Bảo để xem qua những cái cảm xúc thế nào của những người đã từng nhận mấy chục tấn rau, cả trăm tấn, như là chùa Vạn Phật ở quận 5 là một trong những ngôi chùa rất là lớn, nổi tiếng. Rồi ở Thủ Đức, Bình Dương, Lái Thiêu, rồi Biên Hòa, Đồng Nai, rồi về Sóc Trăng, rồi thậm chí là về Bến Tre luôn. Thì đi với đồng đạo Thiện Bảo thì được khán giả và chia sẻ rất là tận tình và rất là hạnh phúc trong cái mùa dịch vừa qua. Thì theo Trúc Sen thấy rằng thì cái việc làm của bà con mình ở đây phải thật sự là đáng trân trọng. Tại vì khi Thiện Nghĩa biết được là số rau lên đến 700 tấn thì mình nghĩ là quá bất ngờ đối với mình luôn á. Không ngờ Thiện Bảo làm được cái việc như thế. Và phải nói rằng là đi đến đâu cũng được đồng đạo hết sức là hoan nghênh. Tại vì cũng không biết Thiện Bảo là ai mà đồng đạo mình ở dưới miền Tây cứ gửi lên hoài, chứ cũng không ai biết mặt ai hết. Đó là cái điều mình rất là trân trọng và quý. Cho nên mình muốn là nói lên cái điều mà Thiện Bảo đã làm được. Và Thiện Nghĩa cũng xin trân trọng tri ân thay mặt tất cả những người nhận quà, xin cảm ơn các bà con mình ở An Giang, ở vùng Phú Tân nha. Rồi đã cung cấp gần 700 tấn rau cho bà con mình ở thành phố và các nơi đã nhận được. Và mùa dịch đã đi qua rồi. Hôm nay thì chúng tôi có dịp trở lại ngay cái vùng đất này để mà ghi nhận lại cái sự đóng góp của quý vị. Thì rất là mong quý vị nhận được những cái niềm vui mới trong những cái ngày tháng sắp tới ha. Dịch nó sẽ đẩy lùi. Và hôm nay cũng vui lắm đi núi quý vị ơi. Mà gặp của nghệ sĩ Trúc Sen nè, cũng rất là đồng hành với Thiện Nghĩa và cũng đã từng nhận những món rau của bà con mình. Cho nên đó là điều rất là vui mà Trúc Sen đã chia sẻ đến quý vị. Thì Trúc Sen có xin chúc mừng gì và tán thán công đức của bà con mình ở Phú Tân, An Giang không ạ? Dạ thưa có. Ông bà ta có nói là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Thì cho dù là giàu sang, phú quý hay nghèo hèn, mà trong khi cơn đại dịch nó đến thì tất cả mọi người ai cũng như ai. Đó, có những người mà đi xa hơi nhưng mà khi mà khó khăn thì người ta cũng vẫn phải xuống để nhận cái bó rau. Và cái đó là tấm lòng của người hòa hảo. Thì hôm nay ngồi tại nơi đây, vùng đất Cô Tô giữa đất trời, Trúc Sen, sư huynh Minh Đức, là đồng đạo Thiện Nghĩa cùng với Thiện Bảo, đó là những cái nhân duyên và Minh Tâm, rồi với em Thiện Nghiệp. Là hôm nay là tất cả chúng ta có đầy đủ những nhân duyên ngồi tại nơi đây. Thì Trúc Sen ngồi giữa đất trời, xin Đức Thầy chứng giám cho tấm lòng, xin trân thành cảm ơn Đức Thầy vì tinh thần đạo của Thầy đã lan tỏa vô trong tất cả những người hòa hảo rất là thân thương. Khi mà sư phụ vắng bóng, nhưng mà tất cả các con, đàn con của Ngài, đệ tử của Ngài sống đúng với cái tinh thần là hòa hợp như nước với sữa. Người hòa hảo thân thương, người hòa hảo chân tình, người hòa hảo sống biết yêu thương và san sẻ. Cho nên là đối với Trúc Sen xin trân trọng, cho dù con chưa đủ nhân duyên để gặp mặt Thầy, nhưng mà trong lòng con luôn luôn có Thầy. Và con cũng yêu thương người hòa hảo, vì người hòa hảo chân thành, chân tâm. Và cái sự cống hiến của người hòa hảo thì không thể nghĩ bàn. Nơi đâu khó khăn là người hòa hảo đều có mặt hết. Từ là cầu đường, trạm xá, trường học, cho tới những chuyến xe nghĩa tình đưa những người nghèo đi về quê để ăn Tết, hoặc là những người bệnh nhân khi mà cần có những xe cứu thương, thì luôn luôn người hòa hảo giang tay. Và khi đại dịch đến thì người hòa hảo sẵn sàng là hy sinh, lăn xả, không có nghĩ tới cái tính mạng của mình,
đến những cái vùng gọi là tâm điểm của vùng dịch để mà giúp đỡ cho những đồng bào của mình, mà không có nghĩ rằng tôn giáo, không phân biệt tôn giáo, miễn đó là đồng bào của chúng tôi. Rồi, thì người quả hảo đều có mặt hết. Dạ. Của chị Trúc Sen sư huynh có bao lời với sư huynh. Dạ, thì cái tấm lòng của mọi người thì mình xin ghi nhận và xin tán thán công đức của tất cả quý vị. Và nhân đây cũng xin chúc phúc cho sư huynh, xin chúc cho chị Trúc Sen luôn khỏe mạnh, luôn an lạc và sẽ tiếp tục đồng hành để về quê của Thiện Bảo ha, về Phú Tân An Giang mình. Quý vị, mình về lễ thầy rồi mình sẽ đi thăm bà con. Coi sao cái trận dịch đó bà con mình có trồng rau lại chưa, hay là cuộc sống như thế nào. Rồi mình chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cái lúc này ha. Dạ, nhưng mà xin với quý vị là để cho ba anh em chúng tôi là ba nhân chứng sống khi cái ngày đại lễ của Đức Thầy chúng tôi đi về tại vùng đất mà tại Thánh Địa Hòa Hảo, mà khi trên đường về nguyên một đoàn xe 33 người mà bay hết xuống sông, nguyên một chiếc xe bay xuống sông như là phim hành động Mỹ vậy đó. Mà ngày hôm nay đây ba nhân chứng sống còn ngồi đây còn và ngồi. Tất cả ba mươi mấy người vẫn còn bình yên. Thì xin mời Thiện Bảo cho ngồi thấy diện nè, kiến dung nhan luôn. Dạ. Là ba người còn sống. Mà còn sống hết toàn bộ. Mình có nghệ sĩ nào nữa không chị? Dạ thưa A Di Đà Phật, đồng hành cùng đó thì có nghệ sĩ Thanh Tâm là đi cùng chiếc xe với Trúc Sen, còn lại là những nghệ sĩ khác như chị Huệ, anh Điền, chị Lệ Thủy thì là có xe riêng. Rồi có sơ ri, có chú Úc Sĩ ở vườn Bồ Đề nữa đó. Thành ra là có sơ ri nữa thì quý vị đó thì tại vì sơ ri thì phải ở lại để giữ hết ngày 25, còn đoàn có Trúc Sen thì coi như là giữ ngày 24 và 25 trở về. Thì trên đường về đó đây là ba người này đó, là nguyên một cái chiếc xe vừa tránh cái người say rượu và tránh một bà cụ già mà tán vô cái con lươn, rồi quay nguyên một chiếc xe là 33 người bay xuống sông. Thì đây là nhân chứng sống. Tất cả mọi người khi mà được kéo lên là Trúc Sen, là còn lại một người nữa là Trúc Sen là người chót đó. Là bình yên hết. Là bình yên lên. Gãy chân gãy giò là gì trơn, quên quá, lạ quá sư huynh. Đó mình là không sự... nghĩ là sống á chị Sen. Mình thấy khi nó bay xuống sông mình nghĩ là chết hết luôn á, hoặc là gãy giò gãy tay hay là bất tỉnh hay nọ, mà cuối cùng là còn sống đó, hết. Sự bình yên, sự bình yên, thành ra xin trân trọng. Nghĩ có sự gia hộ của các vị ở trên. Cho nên chính vì khi mà mỗi lần mà Trúc Sen được Thiện Nghĩa mời đọc những cái phẩm về Đức Thầy thì Thiện Nghĩa thấy không, lần nào đọc là Trúc Sen cũng khóc. Và đây là Thiện Bảo nha quý vị. Đây là Thiện Bảo rất là thân thương, là đã đóng góp rau củ quả để cho Trúc Sen nấu ăn hàng ngày cho bệnh nhân đó quý vị ạ. Dạ, A Di Đà Phật. Tán thán công đức quý vị và xin chúc những ngày thật là an lạc đến quý vị nha quý vị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì Nghĩa hứa là sẽ về thăm Phú Tân nha, trong thời gian gần nhất nha quý vị. A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.